Lewandowski ghi cú đúp ở trận Bayern thắng Stuttgart, Ballon d'Or quả bóng vàng là giải thưởng danh giá nhất, nhưng không phải là tất cả. Sau gala trao giải của tờ Ranser Football, dư âm chiến thắng của Lionel Messi trước Robert Lewandowski vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi. Nhưng sau đó, vẫn có các giải thưởng cao quý khác dành cho ngôi sao của Bayern Munich. Cuối ngày 14 tháng 12 giờ Hà Nội, tờ báo Italia là tốt tốt bo trao giải cầu thủ vàng Golden Bayern AG năm 2021 cho Robert Lewandowski. Đây là giải thưởng do tờ Tớt Tốt Bo sáng lập để tôn vinh cầu thủ trên 21 tuổi xuất sắc nhất hàng năm. Lewandowski được vinh danh bởi giám khảo gồm nhiều cựu danh thủ. Trong số này có Andriy Shevchenko, Hristo Toiko, Luka Toni, Samuel Eto'o và Rui Costa Hello Damas đó. Trong con mắt nhà nghề của các cựu danh thủ, Lewy xứng đáng hơn Messi hay Jorginho, các đối thủ chính trong cuộc đua cầu thủ vàng 2021. Điều đáng nói, trong khi Lewandowski vô duyên với quả bóng vàng của Ranser Football, anh lại đặc biệt có duyên với cầu thủ vàng của Tớt Tốt Bo. Đây là lần thứ hai liên tiếp tiền đạo 33 tuổi người Ba Lan được tờ báo hàng đầu Italia vinh danh. Năm ngoái, trong khi Ranser Football quảng trao giải quả bóng vàng, Tớt Tốt Bo vẫn trao cầu thủ vàng cho Lewy. Có mặt ở lễ trao giải, không biết chỉ là lời nói xã giao hay là thực tế, Robert Lewandowski gây sốc với tuyên bố có thể đến Italia chơi bóng, thi đấu ở Italia. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì nếu đến đây, tôi sẽ có cơ hội đối mặt với những cầu thủ xuất sắc và những đội bóng tuyệt vời. Những phát biểu của Lewandowski có thể khiến ban lãnh đạo Bayern Munich không hài lòng. Hiện hai bên đang gặp vấn đề trong khâu đàm phán gia hạn hợp đồng, và có tin rằng Lewy muốn rời sân Allianz Arena để đến với bến đỗ có thể cho anh cơ hội lớn hơn để cạnh tranh danh hiệu quả bóng vàng. Cũng vào cuối ngày 14 tháng 12, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Thế giới FIFRO công bố danh sách đề cử đội hình xuất sắc nhất năm 2021 với rất nhiều bất ngờ. Trong đó, cú sốc lớn nhất là việc Mohamed Salah vắng mặt ở danh sách đề cử của FIFRO, dù có đến 8 tiền đạo được lựa chọn. Salah vắng mặt nhưng Lewandowski, Benzema vẫn được xướng danh bên cạnh những cái tên khác như Ronaldo, Haaland, Lukaku, Mbappé, Messi hay Neymar. Sở dĩ ngôi sao người Ai Cập vắng mặt là bởi ở mùa giải 2020-21, Liverpool thi đấu không thành công. Những đề cử gây tranh cãi của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới còn ở chỗ, Barcelona có tới 4 cầu thủ góp mặt gồm Jordi Alba, Dani Alves, Sergio Busquets và Renkai Jeyong. Với các cầu thủ này, thành tích của họ hầu như chỉ nổi bật ở khía cạnh đội tuyển quốc gia, còn cấp độ câu lạc bộ không thể hiện được nhiều. Danh sách đề cử đội hình xuất sắc nhất năm 2021 của FIFRO, thủ môn Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy hậu vệ, David Alaba, Jordi Alba,
Trent Alexander-Arnold, Daniel Hanges, Leonardo Bonucci, Ruben Dias tiền vệ, Sergio Busquets, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Renkai Jeong, Giorgino, Golo Kante tiền đạo, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Junior, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski, Erling Haaland.